Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoa Móc Mỹ Trương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi với những cái họa tiết là những cái vòng tròn to và nhỏ mình sẽ kết lại với nhau thôi ha các bạn ha. Đó, nhìn cũng rất là cưng luôn các bạn ơi. Và cái kích thước chiều cao của cái giỏ này là 26 ha các bạn. Bề ngang là 29 ha và cái đáy túi là 8 cm ha các bạn ha. Đó, nhìn rất là cưng luôn các bạn ơi. Rồi mình cũng đi vào nguyên liệu ha các bạn. Nguyên liệu hôm nay thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình mỗi cái màu sợi dệt như vậy. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cuộn ha các bạn ha. Hai màu xanh và hai màu trắng ha. Vải may lót ha các bạn. Căng vát ha. Ở đây thì mình chỉ có nẹp cái căng vát ở dưới cái đáy đây ha các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng cái móc 2.5 ha các bạn ha. Rồi mình cùng đi vào chi tiết nha các bạn. Rồi ở đây thì mình sẽ móc cái đế trước ha các bạn ha. Thì trước tiên các bạn sẽ đi cho mình là 45 bính ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 bính ha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã đi được 45 bính ha, thì cái chân đầu tiên này nè, các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi đơn vào chung một chân ha các bạn. Nhưng mà lúc đầu thì mình chỉ đi là 2 mũi trước thôi. Sau khi đi giáp vòng thì mình sẽ đi thêm một cái mũi đơn vào ở chung cái mũi này nữa nha các bạn. Đó, trước tiên thì mình sẽ đi 2 cái mũi đơn vào chung một chân ha. Nhưng thật ra là 3 mũi là nha các bạn. Chút nữa giáp vòng mình sẽ đi thêm một mũi ở đây nữa là 3 mũi ha các bạn ha. Rồi tiếp tục những cái chân còn lại nè, thì các bạn chỉ đi cho mình là một cái mũi đơn ha. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi. Đó, và các bạn sẽ đi dài qua tới cái mí bên kia luôn. Và cái chân cuối cùng của cái đầu bên này nè, thì các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi đơn vào chung một chân ha. Đó, còn những cái chân ở giữa này thì các bạn cứ đi cho mình là một cái mũi đơn. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi. Cứ một chân thì một cái mũi đơn nha. Như vậy là cuối của cái hàng này các bạn, nó sẽ còn lại là một cái mũi ở cuối này ha. Thì cái mũi ở cuối này các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi đơn vào chung một chân ha các bạn. Đây nè, 1 nè, 2 nè, và 3 cái mũi đơn vào chung một chân ha các bạn ha. Đó, 3 mũi đơn nè vào chung một chân. Và những cái chân còn lại ha, thì các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi đơn. Chân giống như là chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó vậy đó ha các bạn. Đó, cái chân cứ một cái mũi đơn là vào một chân, một mũi đơn thì sẽ vào một chân vậy đó. Đó, và các bạn cứ đi hết hàng giùm mình thôi nha. Ở đây cái đáy này thì nó chỉ có thay đổi là mũi là ở hai cái đầu thôi ha các bạn ha. Ở hai cái đầu bo tròn này thôi. Đó, chứ còn ở phía hông này thì các bạn vẫn cứ đi bình thường thôi. Như vậy là qua tới nè, cuối của cái hàng này ha các bạn. Ở cuối này hồi nãy mình đã đi hai cái mũi vào chung một chân rồi, thì ở đây nó sẽ còn lại một cái mũi nữa, cho nên mình sẽ đi cái mũi cuối cùng vào đây ha các bạn ha. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại giùm mình nha. Đó, các bạn sẽ kết lại bằng một cái mũi trượt ha các bạn. Và ba cái mũi này thì các bạn sẽ đi cho mình ba cái mũi chữ V ha vào đầu cái hàng này. Và tương tự như vậy, ở bên đầu cái hàng này thì các bạn cũng đi cho mình là ba cái mũi V. Đó, vào ba cái mũi thêm mà hồi nãy mình đã đi chung chân ba cái mũi đó ha các bạn ha. Đó. Đó, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ lên cho mình một bính nè. Đó, và cái chân này các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V. Tiếp tục cái chân mũi V thứ hai. Đó. Còn cái chân mũi V thứ ba thì chút nữa mình sẽ đi vào ở cuối của cái hàng này ha các bạn ha. Đó. Còn dọc theo đó bên hông của cái đường này thì các bạn cứ đi mũi đơn thôi. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi. Và qua tới cái đầu bên kia thì các bạn cũng đi cho mình ba cái mũi V tương tự như cái đầu phía bên này nha các bạn.
vào cái chân mà hồi nãy mình đã đi ba đó ha các bạn. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi giùm mình nha. Tới cái đầu phía bên này rồi này các bạn, đó ba cái mũi hồi nãy mình thêm này ha. Đó một chân mình đi ba mũi này, thì bây giờ ba cái mũi này các bạn sẽ đi cho mình ba cái mũi V thôi. Đó. Đó, ba cái mũi V ha các bạn ha. Rồi còn những cái chân khác thì các bạn vẫn đi cái mũi đơn bình thường. Đó, và các bạn sẽ đi cho tới hết hàng thôi. Và cái mũi cuối cùng các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V ha. Đó, như vậy là mình đã đi được hai hàng rồi nè hai các bạn ha. Đó, cuối của cái hàng này thì các bạn cũng đi cho mình là một cái mũi thêm nè ha. Đó, ở bên này thì hai cái mũi thêm mình đã đi lúc đầu rồi. Sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại bằng một cái mũi trượt cho mình thôi. Sau đó thì các bạn sẽ lên giùm mình một bính ha, và tiếp tục cái chân tiếp theo ha, thì các bạn sẽ đi cho mình là một một x tới một v ha các bạn. Đó, chân đầu tiên này các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi đơn, chân tiếp theo sẽ đi cho mình một cái mũi v. Đó, chân tiếp theo một đơn một v. Đó, và cuối của cái hàng này thì mình cũng sẽ còn một đơn một v ở cuối hàng này ha các bạn ha. Đó, còn hai cái bên hông này nè, đó các bạn vẫn đi cái mũi đơn bình thường ha. Đó, và tới cái ba cái mũi hồi nãy chỗ mình thêm á, mình sẽ đi là một một x một v một x một v một x một v. Đó là chỉ cái đầu tròn này thôi ha các bạn ha. Đó, rồi các bạn sẽ móc hết hàng này giùm mình luôn nha. Đó. Và như vậy là ở cuối hàng này mình sẽ còn là một mũi x và một mũi v ha các bạn ha. Đó, sau khi đi xong thì các bạn cũng sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt luôn nha. Qua tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ lên giùm mình một bính, và qua tới cái hàng này thì các bạn sẽ đi là 2x một v 2x một v. Đó, nguyên cái đầu này thì mình sẽ đi ba lần như vậy ha các bạn ha. Tương tự bên đầu bên này ha, thì qua tới cái đầu bên này các bạn cũng đi cho mình là 2x một v 2x một v và 2x một v. Đó, cũng ba lần như vậy luôn. Còn ở phía trong này ha, các bạn sẽ đi cho mình mũi đơn bình thường ha các bạn ha. Đó, hai cái hàng ở bên hông này. Đó, ở đây thì các bạn sẽ đi là 2x này các bạn. Hai cái mũi đơn, rồi tiếp tới sẽ là 1V. Rồi tiếp tới sẽ là 2x và 1V. Đó, như vậy mà mình đã đi được hai lần, cuối của cái hàng này mình sẽ còn lại một lần là ba lần ha các bạn ha. Rồi còn những cái chân còn lại các bạn sẽ đi cho mình mũi đơn. Đó, và các bạn sẽ đi hai cái bên hông này tương tự giống y nhau thôi. Rồi các bạn đi hết hàng giùm mình thôi nha. Như vậy là sau khi các bạn đã đi hai đơn một thêm ha các bạn ở cuối cái hàng này, thì sau đó thì các bạn cũng sẽ kết hàng lại giùm mình luôn. Đó, qua tới cái hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ lên giùm mình một bính, sau đó thì các bạn sẽ đi 3x một thêm giùm mình ha. 1 2 3 3x một thêm. Tiếp tục 3x một thêm. Đó, mình chỉ đi cái vòng tròn hai bên thôi nha các bạn. Đó, và mình sẽ đi 3 lần như vậy ha. Đó, và ở cuối của cái hàng này thì mình sẽ còn một lần nữa nè. Còn hai bên hông này thì các bạn vẫn đi mũi đơn giùm mình thôi ha. Đó, hai bên hông thì đi mũi đơn. Chỉ có hai cái đầu này nè. Đó, thì các bạn sẽ đi là hai thêm giùm mình ha. Đó. Hàng này sẽ đi 3 thêm, mình xin lỗi nha, 3 thêm. Nên như vậy là sau khi đi được 3 thêm thì mình sẽ kết hàng lại ha các bạn ha. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo ha, thì các bạn cũng lên cho mình một bính, và tiếp tục các bạn sẽ đi 4 cái mũi x và một cái mũi thêm ha các bạn. Đó, và một cái mũi thêm. Tiếp tục 4 cái mũi x. Và một cái mũi thêm. Đó, mình chỉ thêm ở hai cái đầu này thôi ha các bạn ha, đầu bên này và cái đầu bên này thôi. Đó là 4 thêm ha các bạn ha, và mình sẽ đi 3 lần ở trên cái đầu tròn này thôi. Còn hai bên hông các bạn vẫn đi mũi đơn, và các bạn vẫn tiếp tục đi bình thường, chân nào đi chân đó giùm mình ha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi, và cuối cái hàng này mình sẽ còn là một cái mũi thêm ở cuối hàng ha các bạn ha.
Rồi qua tới cái hàng tiếp theo ha các bạn, hai các bạn sẽ lên giùm mình một bính, và cái hàng này mình sẽ đi là 5x1V ha các bạn. Đó, mình sẽ đi 5 cái mũi đơn nè, 3 4 5, và mình sẽ đi một cái mũi V. Rồi tiếp tục 5 đơn ha các bạn, 1 2 3 4 5, và tiếp tới sẽ là một cái mũi V. Đó. Còn những cái chân còn lại thì các bạn sẽ đi cái mũi đơn ha, tới cái mí thêm bên này nè. Đó thì mình sẽ được là 5 thêm đầu này ha các bạn, rồi tiếp tục 5 thêm, 5 thêm. Đó, ngay chỗ cái vòng tròn này thì mình sẽ đi 3 lần thêm, tương tự giống y như phía bên này thôi ha các bạn ha. Còn ở giữa mình vẫn đi mũi đơn thôi. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình, và cuối hàng này mình sẽ còn một cái mũi thêm ở cuối hàng ha các bạn. Rồi qua tới hàng tiếp theo ha các bạn ha. Các bạn sẽ lên giùm mình một bính và các bạn sẽ đi cho mình 6 thêm nha. 1 2 3 4 5 6 và đi một cái mũi V ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tục 6 thêm ha. 1 2 3 4 5 6 và tiếp tới một cái mũi V. Rồi còn những cái chân còn lại thì các bạn sẽ đi mũi đơn ha, và dài qua tới cái chỗ cái mũi thêm bên này thì các bạn sẽ đi nè, một cái mũi thêm ha. Rồi tiếp theo là 6 cái mũi ít một cái mũi thêm, 6 một 6 mũi ít một cái mũi thêm ha các bạn. Và những cái chân còn hai hông còn lại các bạn cứ đi mũi đơn và đi hết hàng cho mình thôi. Đó, ở cuối của cái hàng này mình sẽ còn lại là một cái mũi V ở đây ha các bạn ha. Rồi như vậy là sau khi mình đã đi được cái hàng 6 thêm không ha các bạn ha, thì tiếp tục ở vòng cái quanh này ha, ở vòng cái tròn nè, hai bên đầu túi nè. Đó thì tiếp tục mình sẽ đi 7 cái mũi ít và một cái mũi thêm ha các bạn ha. Đó, và chỉ đi cái 3 lần ở ngay chỗ cái góc tròn này thôi ha các bạn. 2 4 nè. 5 6 7 và sau đó thì các bạn sẽ đi thêm một cái mũi thêm ở đây nữa. Rồi tiếp tục sẽ là 7 ít ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 và sau đó thì các bạn sẽ thêm vào. Rồi, còn hai ở bên hông này ha các bạn, đây hai bên hông này nè. Đó các bạn sẽ đi mũi đơn ha. Đó tới cái chỗ thêm thêm đầu tiên bên này thì tiếp tục các bạn sẽ đi 7 thêm ha. Tiếp tục 7 thêm. Đó các bạn sẽ đi 3 lần như vậy ha các bạn ha. Và cuối của cái hàng này thì mình sẽ còn lại một cái mũi thêm ở đây ha. Đó. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng này giùm mình ta nha. Rồi như vậy là sau khi các bạn đã đi xong được cái đế ha các bạn, thì tổng số mũi của mình sẽ là 136 mũi ha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ cắt một cái miếng canvas này ha. Cái miếng canvas này thì nó sẽ không có cái bo tròn ở hai cái đầu ha các bạn, cho nên mình phải cắt ha. Ở đây thì cái bề ngang của nó sẽ là 58 ô ha các bạn, và cái bề dọc sẽ là 17 ô ha. Và sau đó thì các bạn sẽ để cái miếng đáy vào và mình sẽ cắt bốn cái đầu ha các bạn. Đó, các bạn sẽ cắt sao cho nó bo tròn bốn cái đầu ha, để mình dễ nẹp căn bát vào là được ha các bạn ha. Nè. Sau khi các bạn đã bo tròn bốn cái góc của nó ha các bạn, thì cái này ở đây thì nó cũng chỉ là tương đối thôi ha các bạn ha. Đó, sau đó thì các bạn sẽ móc những cái mũi này vào ha. Đó, mình nẹp vào trong cái sản phẩm của mình ha các bạn ha. Và tương ứng với một cái lỗ của nó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi đơn ha các bạn. Đó. Ví dụ như ở cái phía đầu này nè, đó ví dụ như các bạn đã cắt mà lỡ thì mình sẽ đi qua cái phía sau ha. Đó, ở phía trong hoặc là ở phía đầu của nó. Ta chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó, thì mình sẽ nẹp một mũi ha. Đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi nha các bạn. Rồi như vậy là sau khi các bạn nẹp căn vát vào ha các bạn, thì mình sẽ ở đây cái căn vát của mình á, có khi mình cắt nó bị xém á các bạn
ha, để xén cái lỗ đó thì các bạn có thể đút vào cái lỗ ở phía trong ha, các bạn đi miễn sao nó tròn và nhìn nó đều là được ha các bạn ha, tại cái này không phải là cái đế mình đặt đó cho nên là nó sẽ tương đối thôi ha các bạn, chứ nó không sẽ không được tuyệt đối ha. Rồi tiếp tục cái hàng tiếp theo ha, thì các bạn sẽ nối chỉ vào giùm mình ha, và các bạn sẽ nối nửa mũi ở phía trên như vậy đây ha các bạn, đây nửa mũi ở phía trên như vậy nè. Đó, các bạn sẽ nối cái chỉ màu trắng vào giùm mình, sau đó thì các bạn sẽ lên một bính và các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng mũi đơn ha. Hàng mũi đơn màu trắng này thì các bạn sẽ đi nửa mũi ở phía trên như vậy, và chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình nha. Đó, chân nào các bạn đi chân đó giùm mình. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Đối với cái hàng này thì mình sẽ không thêm nha các bạn. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi nha. Đó, mình sẽ đi vòng tròn hết cái đế này ha. Rồi các bạn ơi, như vậy là sau khi mình đã đi xong một cái đường viền màu trắng ha các bạn, thì qua tới cái hàng tiếp theo ha. Bốn cái hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình bốn cái hàng chân cao chân thấp ha các bạn. Đây, cái hàng đầu tiên này mình sẽ đi cái mũi chân cao ha, thì cái chân tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình cái mũi chân thấp đó, tiếp tục chân cao chân thấp. Chân cao thì mình đi ở phía trên, còn chân thấp thì mình sẽ đi ở phía dưới của cái mũi ha các bạn. Đó, đây nè, đây phía dưới của cái mũi nè. Đó, qua tới cái hàng sau thì mình sẽ đổi ngược lại, cái chân thấp thì mình đi chân cao thì mình đi chân thấp ha các bạn. Các bạn sẽ đi cho mình khoảng 4 cho tới 5 hàng ha các bạn ha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi nha các bạn. Đây, như vậy là sau khi mình đi xong được cái hàng này là cái hàng chân cao chân thấp đầu tiên này ha các bạn ha, thì tới cái mũi cuối nè ha, thì ở đây mình sẽ có là một cái mũi chân thấp ha các bạn, thì qua tiếp theo ha thì sẽ tới là cái mũi đơn mà hồi nãy mình đã đi mũi chân cao này ha các bạn ha. Đó, ở đây cái mũi chân cao thì tiếp tục ha, mình sẽ không kết hàng ha các bạn, mà các bạn sẽ đi cho mình tiếp tục là hồi nãy mình đã đi một cái mũi chân thấp rồi nè. À, thì tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân cao ở phía bên cạnh này ha các bạn, giống như là mình thêm vô một mũi để cho nó khớp với cái hàng đó ha các bạn. Và qua tới cái chân tiếp theo thì các bạn sẽ đi chân thấp nè, chân thấp vào ngay chỗ cái chân mà hồi nãy bạn đi chân chân cao nè ha. Đó, giống như một cái mũi đơn của mình đó, thì thay vì hồi nãy đi mũi đơn là cái mũi chân cao rồi đó, thì bây giờ mình đi mũi chân thấp có nghĩa là mình đâm vào ở phía dưới của cái mũi này nè các bạn. Đó, và mình sẽ đi cái mũi chân thấp ha. Rồi tiếp tới nãy đi chân thấp nè, cái mũi kế tiếp nè là cái mũi chân thấp này ha các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi cái mũi chân cao. Rồi và tiếp tục ha, chân cao thì giờ mình đi mũi chân thấp đó, hồi nãy chân thấp thì giờ mình lại đi mũi chân cao đó, và mình sẽ đi đối xứng lại với cái hàng hồi nãy thôi ha các bạn ha. Đó, rồi bắt đầu từ cái hàng này thì mình sẽ đi xoắn ốc luôn ha các bạn, và mình sẽ không kết hàng ha. Đó, và cái mũi của mình nó sẽ là như vậy ha các bạn. Đó, và cứ như vậy các bạn sẽ đi cho mình khoảng 5 hàng như vậy ha. Đó, cứ chân cao, hồi nãy chân cao thì bây giờ mình đi chân thấp, hồi nãy chân thấp thì bây giờ mình lại đi chân cao nha các bạn. Đó, rồi các bạn đi giùm mình nha. Rồi sau khi các bạn đã đi được khoảng 5 hàng như vậy thì các bạn mũi chân cao chân thấp như vậy ha các bạn. Đó, thì các bạn sẽ cắt chỉ và dấu mối giùm mình ha. Đó. Tiếp tới thì mình sẽ móc những cái vòng tròn như vậy ha các bạn. Cái vòng tròn này thì cũng khá đơn giản ha. Bạn nào cũng có thể làm được ha các bạn. Đó, các bạn sẽ móc những cái vòng tròn như vậy và những cái vòng tròn nhỏ như vậy ha. Đối với cái vòng tròn lớn ha các bạn ha. Cái vòng tròn lớn thì trước tiên các bạn sẽ đi cho mình là hai cái bính ha các bạn. Đây, hai cái bính. Đó, cái bính đầu tiên các bạn sẽ đi hơi chặt một chút ha. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ đi vào cái bính đầu tiên nè. Các bạn sẽ đi cho mình 6 cái mũi đơn.
vào chung một chân như vậy ha các bạn. Một nè. Hai. Năm và sáu ha các bạn ha. Đó. Sau khi các bạn đi xong cái hàng thứ nhất thì mình sẽ bắt qua cái hàng thứ hai và mình móc tiếp luôn ha các bạn, chứ mình không kết vòng ha. Đây tiếp tục ha, các bạn sẽ đi hàng thứ hai thì các bạn sẽ đi cho mình sáu cái mũi V ha các bạn, có nghĩa là một chân như vậy, các bạn sẽ đi là hai cái mũi đơn vào chung một chân nè. Đó, hai mũi đơn vào chung một chân và các bạn sẽ đi 6 lần như vậy ha. Hai mũi đơn vào chung một chân nè, lần thứ hai nè. Tiếp tục hai mũi đơn vào chung chân lần thứ ba. Tiếp tục hai mũi đơn vào chung chân. Tiếp tục hai mũi đơn vào chung chân. Và tiếp tục hai mũi đơn vào chung chân. Đối với cái vòng tròn nhỏ đó các bạn ha, đối với cái vòng tròn nhỏ thì các bạn sẽ móc tới đây và các bạn sẽ kết hàng ha, giấu mối ha các bạn. Còn đối với cái vòng tròn lớn thì mình sẽ đi thêm ha các bạn ha. Đối với cái vòng tròn lớn ha thì tiếp tục các bạn sẽ đi thêm một thêm ha các bạn ha. Đây một nè, còn cái chân tiếp theo các bạn sẽ đi một V đó, tiếp tục một đơn nè, một V. Và các bạn sẽ đi tổng cộng là 6 lần như vậy ha các bạn ha. 2 lần nè. 1 đơn. 1 V. Tiếp tục. 1 đơn. 1 V. Tiếp tục. 1 đơn. 1 V. Tiếp tục 1 đơn. 1 V. Đó, như vậy thì mình đã giáp hàng rồi, mình đi được 6 lần rồi đó ha các bạn ha. Qua tới cái hàng tiếp theo ha các bạn. Thay vì các bạn sẽ đi là hai thêm ha. Thì cái chân đầu tiên này nè, các bạn sẽ đi giùm mình là một mũi đơn và một mũi thêm nữa. Đó. Rồi qua tiếp tục á thì các bạn sẽ đi cho mình là hai thêm ha các bạn. Đây một nè. Hai nè. Là các bạn hai chân, các bạn sẽ đi hai mũi đơn. Chân tiếp theo thì các bạn sẽ đi một cái mũi V. Đó. Thì ở đây để cho nó không có trùng cái mũi mà mình thêm á các bạn, thì những cái đầu đó nó sẽ nhọn lên ha. Đó thì mình phân mũi ra, mình tán mũi ra thì nó sẽ tròn đều cái hình tròn của mình ha các bạn ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi là 2x 1V tiếp, có nghĩa là hai mũi đơn và một cái mũi thêm đó ha các bạn. Tiếp tục hai đơn, một thêm. Tiếp tục hai đơn, một thêm. Tiếp tục hai đơn, một thêm mà các bạn. Các bạn sẽ đi cho mình là 5 lần như vậy ha. Tại vì cái đầu tiên là mình đi một thêm rồi đó các bạn. Cho nên là cái mũi cuối cùng của mình á, mình sẽ đi thêm một cái mũi đơn ở đây nữa là đủ ha các bạn ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại giùm mình thôi. Đó, và các bạn sẽ giấu mối lại ha các bạn ha. À, tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết cái vòng tròn nhỏ và cái vòng tròn bự lại với nhau ha các bạn ha. Cái vòng tròn nhỏ thì mình sẽ có là 12 cái mũi ha các bạn. Còn vòng tròn lớn thì mình sẽ có là 24 mũi ha. Ở đây thì các bạn sẽ nối cái chỉ màu trắng nè. Đó vào cái vòng tròn nhỏ trước ha các bạn ha. Và mình sẽ lên, các bạn sẽ lên giùm mình 4 bính ha các bạn. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè và 4 bính ha.
Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết vào cái vòng tròn lớn nè. Đó. Tiếp tục thì các bạn xuống 4 bính ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ kết qua cái chân bên cạnh ha, bằng một cái mũi đơn. Tiếp tục hai các bạn sẽ lên giùm mình 2 bính ha các bạn. 1 2. Sau đó thì ở bên đây, ở bên cái vòng tròn lớn này các bạn sẽ cắt cho mình 2 chân ha. 2 chân, sau đó thì các bạn sẽ đi vào cái chân thứ 3 nè. Rồi các bạn sẽ kết vào cái chân thứ 3. Tiếp tục các bạn lại xuống 2 bính và các bạn lại kết vào cái vòng tròn nhỏ nè. Bằng một cái mũi đơn. Đối với cái vòng tròn nhỏ thì chân nào thì các bạn sẽ kết chân đó thì mình sẽ không cắt ha các bạn ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn lại lên tiếp cho mình 4 bính. 1 2 3 4. Và sau đó các bạn cũng tiếp tục ở bên cái vòng tròn lớn, mình cũng cắt tiếp 2 chân ha các bạn. Đó, và mình sẽ kết vào cái chân thứ 3 nè. Và tiếp tục xuống 4 bính. Sau đó thì các bạn cũng kết vào cái chân bên cạnh bằng một cái mũi đơn luôn. Đó. Như vậy là một cái vòng tròn khi mà mới bắt đầu đó ha các bạn. Đó, thì một cái vòng tròn nhỏ nè, các bạn sẽ kết qua cái vòng tròn lớn nè. Đó, ba cái mũi như vậy ha các bạn. Đây. Đó, ba cái mũi như vậy. Tiếp tục ha, mình sẽ kết qua cái vòng tròn thứ hai nha các bạn ha. Tiếp tục các bạn cũng lên giùm mình 4 bính nha. 1 2 3 và 4. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ kết vào cái vòng tròn lớn này. Tiếp tục các bạn lại xuống 4 bính. Và các bạn kết vào cái vòng tròn nhỏ bằng một cái mũi đơn nha. Tiếp tục các bạn lại lên 2 bính. Cách 2 chân ở cái vòng tròn lớn ha các bạn. 1 2 nè. Đó, các bạn lại kết vào cái vòng tròn này. Kết vào cái chân thứ 3 đó các bạn. Tiếp tục các bạn lại xuống 2 bính. Và kết vào cái vòng tròn nhỏ bằng một cái mũi đơn. Tiếp tục mình lại lên 4 bính. Cách 2 chân bên cái vòng tròn lớn ha các bạn. Và mình sẽ kết vào cái chân thứ 3 của nó. Tiếp tục các bạn lại xuống 4 bính. Rồi sau đó thì các bạn lại kết vào cái chân bên cạnh ha. Tiếp tục hai các bạn lại lên 4 bính ha các bạn. 1, 2, 3, 4. Và các bạn lại kết tiếp vào cái vòng tròn tiếp theo. Tiếp tục các bạn lại xuống 4 bính. Và kết vào cái vòng tròn nhỏ đó các bạn bằng một cái mũi đơn. Tiếp tục mình lại lên 2 bính ha. Đây các bạn sẽ cắt 2 chân nè. Mình sẽ kết vào cái chân thứ 3. Rồi tiếp tục các bạn lại xuống 2 bính và kết vào cái chân bên cạnh bằng một cái mũi đơn. Tiếp tục mình lại lên 4 bính. Cắt 2 chân ha các bạn. Mình kết vào cái chân thứ 3. Tiếp tục lại xuống 4 bính. Và kết vào cái chân bên cạnh bằng một cái mũi đơn ha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn lại lên 4 bính. Và mình sẽ kết vào cái chân của cái vòng tròn lớn tiếp theo ha các bạn ha. Tiếp tục 4 bính. Và sẽ kết xuống cái chân bên cạnh. Rồi tiếp tục lên 2 bính ha các bạn. Các bạn lại cắt 2 chân và mình sẽ kết vào cái chân thứ 3 nè. Tiếp tục 2 bính, kết xuống bằng một cái mũi đơn. Tiếp tục lên 4 bính. Cắt 2 chân ha các bạn, kết vào cái chân thứ 3. Tiếp tục 4 bính. Và kết xuống cái chân bên cạnh.
đó, như vậy thì mình đã kết được cái hàng đầu tiên rồi đó các bạn ha. Sau đó thì các bạn sẽ cắt chỉ và dấu mối giùm mình thôi nha. Đó, sau khi ráp được cái vòng tròn thứ nhất rồi nè, ráp được cái vòng tròn nhỏ thứ nhất này ha các bạn, thì tiếp tục các bạn sẽ ráp tới cái vòng tròn nhỏ thứ hai thôi ha. Đó, cái vòng tròn nhỏ thứ hai thì các bạn cũng nối chỉ vào giống y như vậy luôn ha các bạn. Đó, và các bạn sẽ lên 4 vính. Đó, đối với sau khi mình đã ráp được cái đầu tiên rồi nè, thì khi mà ráp vào cái vòng tròn thứ hai đó các bạn cũng tương tự, các bạn sẽ cắt ra ha các bạn ha. Ở đây thì mình đã kết mũi ở đây nè, thì các bạn sẽ cắt hai ô nè. Ở đây mình sẽ kết vào nè, thì cắt hai ô nè. Và đây thì các bạn sẽ cắt, nối vào cái chân này nè, 1 2 1 2 3 4 5 và 6, thì các bạn sẽ kết vào cái chân thứ 6 này ha các bạn ha. Đây, cái chân này mình đã đi rồi nè. Thì các bạn sẽ đếm nè, 1 2 3 4 5 và 6 ha. Đó, mình sẽ kết vào cái chân thứ 6 nè. Đó, các bạn cắt từ cái chân này nè ha các bạn, cái chân này mình đã kết rồi nè. Đó ha, thì các bạn sẽ cắt ra nè, 1 2 3 4 5 và mình sẽ kết vào cái chân thứ 6 nha các bạn. Tiếp tục các bạn lại xuống 4 bính ha. Sau đó kết vào trong cái vòng tròn bằng một cái mũi đơn nha. Rồi tiếp tục các bạn lại lên 2 bính ha. Đây, các bạn sẽ cắt hai chân nè, 1 2 và mình sẽ kết vào cái chân thứ 3 ha các bạn. Đó, bằng một cái mũi kéo qua thôi. Tiếp tục các bạn lại xuống 2 bính và kết qua cái chân của cái vòng tròn nhỏ bằng một cái mũi đơn. Tiếp tục lại lên 4 bính. Đó, sau khi lên 4 bính thì mình sẽ kết vào cái dây này nè các bạn. Đó, ngay cái đỉnh của cái dây này ha. Tiếp tục mình lại xuống 4 bính này các bạn. Các bạn kết vào trong vòng tròn nhỏ. Lúc nào cái vòng tròn nhỏ này thì mình sẽ đi mũi đơn để mình kết hàng lại. Rồi tiếp tục các bạn lại lên 4 bính. Đó, và các bạn lại kết vào trong cái dây này. Tiếp tục 4 bính. Và kết vào ở trong cái vòng tròn nhỏ. Tiếp tục lên 2 bính ha các bạn. Đó, qua tới cái vòng tròn này thì vòng tròn bự mỗi lần kết xuống thì các bạn sẽ cắt hai chân ha. Và mình sẽ kết vào cái chân thứ 3 của nó các bạn. Rồi, tiếp tục 2 bính. Kết vào cái vòng tròn nhỏ bằng một cái mũi đơn. Tiếp tục lên 4 bính. Các bạn cắt hai chân này, kết vào cái chân thứ 3 nè. Tiếp tục xuống 4 bính. Rồi các bạn kết vào cái vòng tròn nhỏ bằng một cái mũi đơn. Tiếp tục mình lại sử dụng một cái vòng tròn bự nữa ha các bạn để mình kết tiếp. Các bạn lên 4 bính. Sau đó thì mình sẽ kết cái vòng tròn bự tiếp ha. Sau đó các bạn xuống 4 bính. Kết vào vòng tròn nhỏ bằng một cái mũi đơn. Tiếp tục lên 2 bính. Ở cái vòng tròn lớn này mình sẽ cắt hai chân này, mình sẽ kết vào cái chân thứ 3 của nó. Rồi tiếp tục các bạn lại xuống 2 bính. Tiếp tục lên 4 bính. Cắt hai chân ha các bạn và tiếp tục kết cái mũi 4 này vào. Như vậy là ở cái vòng tròn lớn ấy, các bạn khi mà kết cái đầu hàng đầu tiên đó ha, thì lúc nào mình cũng có là cái mũi đầu tiên là 4 bính nè ha, mình sẽ kết vào tiếp tục 2 bính và 4 bính ha các bạn. Đó, cái vòng đầu tiên kết khi mà kết đó, thì nó sẽ có 3 mũi như vậy, 4 2 và 4 ha các bạn ha. Đó. Đó. Rồi tiếp tục các bạn lại kết cái vòng tròn tiếp theo vào thì các bạn sẽ lên 4 bính nè. Đó, và tiếp tục mình sẽ kết cái vòng tròn tiếp theo vào. Các bạn sẽ kết vào đây. Tiếp tục 4 bính.
rồi tiếp tục hai bính ha các bạn. Cách hai chân này mình kết vào cái chân thứ ba. Rồi tiếp tục hai bính xuống. Rồi tiếp tục các bạn lên bốn bính. Các bạn cũng cách hai chân luôn ha, mình sẽ đi vào cái chân thứ ba nè. Và sau đó bốn bính. Và sẽ kết vào cái chân bên cạnh bằng một cái mũi đơn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại thôi ha. Đó, cắt chỉ và dấu mối giùm mình thôi. Rồi các bạn cứ tiếp tục ha, mình sẽ kết như vậy ha các bạn. Đó, và các bạn sẽ kết bề ngang của nó nè ha. Bề ngang của nó sẽ là 5 cái vòng tròn như vậy ha các bạn. Và cái bề dọc thì sẽ là 4 cái vòng tròn như vậy nè. 4 cái vòng tròn nha các bạn ha, 4 cái vòng tròn bự á. Còn bề ngang của nó sẽ là 5 cái vòng tròn bự ha. Ở bên này là cái hông nè, cái hông thì sẽ có một cái vòng tròn bự như vậy ha các bạn. Đó, cái hông nè. Ở bên này cái hông nè ha. Đó, và các bạn sẽ ráp lại ha các bạn. Các bạn sẽ ráp từ từ lại để được như vậy. Đó, và cái mặt trước và cái mặt sau của mình nó cũng sẽ giống như vậy luôn ha các bạn. Đó, như vậy là sau khi các bạn đã ráp lại được như vậy này ha các bạn. Đó, ráp những cái mảnh này nè, đó lại với nhau với những cái bông nhỏ như vậy ha các bạn. Đó, thì ở phía dưới này nè, đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ráp những cái bông ở phía trên ha. Đó, cái ngăn trên nè, đó nguyên một cái hàng ở phía trên ha. Và cái hàng ở phía dưới thì các bạn sẽ ráp tương tự như vậy nha các bạn. Đây, ở đây ha, thì các bạn sẽ ráp cái bông nhỏ này nè. Cái bông nhỏ này các bạn cũng đi cho mình ha. Đó, các bạn sẽ nối chỉ vào và các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái bính nha các bạn. 1 nè, 2, 3 và 4 bính. Đó, rồi sau đó thì các bạn sẽ kết vào cái chân đây. Đó, các bạn sẽ kết vào cái chân bên này nè. Đó, còn cái trường hợp mà cái đầu tiên á ha các bạn. Khi mà các bạn kết cái bông đầu tiên này vào nè. Đó, thì các bạn sẽ chừa ra một cái cánh ở đây nè ha. Rồi còn một cánh thì các bạn sẽ ráp vào cái bông bự, cái bông, cái vòng tròn bự nè ha các bạn. Đó, hai cái đầu tiên đó thì các bạn chừa ra như vậy nè, để mình ráp qua tới cái cánh của cái mé bên kia ha. Đó, còn cái này mình đang ráp nè. Đó, thì các bạn tiếp nè, các bạn sẽ ráp vào cái cánh nè. Đây là cái cánh đầu tiên nè ha. Đó, các bạn sẽ ráp vào đây. Rồi, tiếp tục các bạn lại đi 4 bính nè các bạn. Rồi các bạn kết vào cái vòng tròn nè bằng một cái mũi đơn. Rồi tiếp tục lại lên 4 bính nè các bạn. Và tiếp tục kết vào cái cạnh bên, đây cái bên cạnh nè. Rồi tiếp tục các bạn lại đi 4 bính. Rồi các bạn sẽ kết vào đây bằng một cây mũi đơn. Tiếp tục lại lên hai bính. Mình kết tiếp vào ở trong cái vòng tròn bự. Tiếp tục hai bính đính vào cái vòng tròn nhỏ. Rồi tiếp tục bốn bính. Đó, các bạn sẽ đính vào cái dây bính bên này. Rồi tiếp tục 4 bính. Đính vào cái vòng tròn nhỏ. Rồi tiếp tục đi 4 bính nè. Rồi các bạn sẽ kết vào đây. Rồi tiếp tục 4 bính. Kết vào cái vòng tròn nhỏ. Rồi tiếp tục lên 2 bính nè các bạn. Kết vào cái vòng tròn bự. Cái vòng tròn bự này thì các bạn lưu ý là cứ cách hai chân ha các bạn. Hai chân thì mình sẽ kết vào. Tiếp tục mình lên hai bính, kết vào cái vòng tròn nhỏ. Rồi tiếp tục bốn bính, kết vào cái vòng tròn bự.
Rồi các bạn cắt hai chân nè, các bạn kết vào cái vòng tròn bự. Tiếp tục các bạn lên 4 bính. Kết vào cái vòng tròn nhỏ này ha. Thì ở đây là mình đã kết vào cái vòng tròn bự là đủ ba cái lần kết rồi nè các bạn. Còn cái chân còn lại các bạn sẽ đi cho mình 8 bính nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Sau đó thì các bạn sẽ chờ đính xuống cái vòng tròn nhỏ ha. Đó, cái cánh này thì chút nữa mình sẽ ráp tiếp vào cái cánh tiếp theo ở bên hông này nè ha các bạn. Rồi tiếp tục ở trên này thì mình sẽ còn lại 4 cánh như vậy nè. Ha, để chút nữa mình sẽ ráp vào cái đế đó ha các bạn. Đó, thì các bạn sẽ lên cho mình 7 bính nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó các bạn sẽ kết vào cái vòng tròn nhỏ nè. Tiếp tục lên 5 bính. Rồi kết vào chân nè. Tiếp tục 5 bính. Kết vào đây. Rồi tiếp tục lên 7 bính. Sau đó thì các bạn sẽ kết xuống đây. Đó, như vậy là mình đã kết được nửa của cái bông hoa còn lại ha các bạn ha. Đó, ở phía trên và ở phía trên và ở phía dưới thì các bạn sẽ kết tương tự như vậy ha, để mình có được hai cái hàng cho mày. Để chút nữa mình sẽ móc cái hàng ở phía trên cái thân cái miệng giỏ đó, và ở ngay chỗ cái đáy giỏ này ha các bạn, mình sẽ ráp xuống ở ngay chỗ cái khúc đáy giỏ đó ha. Ở đây thì các bạn sẽ cắt chỉ và dấu mối thôi. Rồi các bạn ơi, như vậy là sau khi mình kết lại thì cái sản phẩm của mình nó sẽ được như vậy ha các bạn ha. Đó, cái mặt trước nè, nó sẽ có là 5 cái hoa văn tròn như vậy ha các bạn. Đó, và dài xuống sẽ là 4 ha. Đó, và tổng cộng là 28 cái ô tròn bự nha các bạn, và 30 cái ô tròn nhỏ này ha. Đó, sau khi các bạn đã móc ráp xong được như vậy rồi thì các bạn sẽ nối chỉ vào để mình móc cái ở dưới cái cạnh cái đáy ha các bạn, và ở trên phía trên ở ngay chỗ cái miệng giỏ thì mình sẽ móc nó giống nhau ha. Đây, các bạn sẽ nối chỉ vào ở cái mũi bên hông này ha các bạn. Và một cái dây bính này nè, các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi đơn vào đây ha. Một nè, hai cái dây bính ha, hai cái mũi đơn. Rồi tiếp tục cái dây thứ hai nè, cũng đi hai cái mũi đơn luôn ha các bạn. Rồi tiếp tục cái dây tiếp theo, đi hai mũi đơn vào đây luôn. Tiếp tục cái dây tiếp theo, cũng đi hai cái mũi đơn vào đây luôn. Rồi tiếp tục cái dây nằm ngang, các bạn sẽ đi cho mình hai cái mũi kép ha các bạn. Hai cái mũi kép đôi vào ở trong cái dây bính đó. Hai cái mũi kép đôi ha. Tiếp tục qua cái dây bính tiếp theo nè. Đó, cái dây bính nằm ngang nè. Đó, thì các bạn lại tiếp tục, các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi kép đôi tiếp vào ở trong cái đó luôn. Rồi qua cái dây bính tiếp theo thì các bạn lại đi là hai cái mũi đơn vào chung chân. Đó, cứ cái dây bính thì đi hai mũi đơn vào chung chân ha các bạn. Rồi tiếp tục hai cái dây bính này cũng đi hai cái mũi đơn luôn. Đó, tới cái dây bính nằm ngang thì các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi kép ha. Hai cái mũi kép đôi. Đó, cứ cái dây bính nằm ngang thì các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi kép đôi vào đây nha. Rồi tiếp tục tới cái dây bính thì các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi đơn vào đây. Đó, và cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng cho mình thôi nha. Và như vậy là sau khi các bạn đã đi xong một cái hàng này ha các bạn, thì các bạn sẽ kết hàng giùm mình bằng một cái mũi trượt ha. Và sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng mũi đơn ha các bạn ha. Đó. Đó, các bạn lên một bính ha, và các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng mũi đơn. Đối với cái hàng mũi đơn này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi nha. Đó. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi và hết hàng giùm mình thôi.
Như vậy là sau khi các bạn đã đi được một cái hàng mũi đơn xong ha các bạn, thì ở đây mình sẽ kết hàng ở đây. Thì như vậy là đối với ở dưới cái đáy túi ha, thì mình sẽ móc tới đây thôi, và sau đó thì mình sẽ móc tiếp cái quai giỏ ha các bạn để mình gắn vào. Còn ở phía dưới ở ngay chỗ cái miệng giỏ nè đó, sau khi các bạn móc xong một cái hàng mũi đơn thì mình sẽ đi tiếp ba cái hàng mũi chân cao chân thấp này ha các bạn. Thì ở đây là ngay cái miệng giỏ ha, còn ở dưới cái phần đáy giỏ thì mình chỉ đi một cái hàng mũi đơn không thôi ha các bạn ha. Rồi tiếp tới thì mình sẽ móc cái quai ha các bạn. Đây, tiếp tới thì mình sẽ móc cái quai giỏ và mình sẽ may vào đây ha các bạn. Đó. 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 Mình móc cái quai giỏ trước để mình may vào ha các bạn, rồi mình thẳng may cái đế nó vào ha, chứ không thì chút nữa mình may cái đế nó vào rồi mình may cái này vào thì nó sẽ hơi khó ha. Đối với cái quai giỏ đó thì các bạn sẽ đi cho mình là bốn cái mũi bính ha các bạn ha. Đối với cái quai giỏ các bạn đi cho mình bốn bính như vậy, sau đó thì các bạn sẽ đi lại cho mình là ba cái mũi đơn ha các bạn. Qua tiếp cái hàng tiếp theo ha, các bạn cũng đi cho mình một cái hàng mũi đơn. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo ha, thì các bạn sẽ lên cho mình một bính nè. Các bạn quay sản phẩm lại. Cái chân đầu các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi trên nè. Ha. Tiếp tục sẽ là một cái mũi chân dưới ha. Và tiếp tục sẽ là một cái mũi chân trên. Rồi tiếp tục hoa hàng tiếp theo các bạn sẽ lên như mình một bính. Khi bạn quay sản phẩm lại ha, hồi nãy mình đi mũi trên cao thì bây giờ mình sẽ đi mũi ở dưới thấp nè. Tiếp tục mũi chân cao ha các bạn. Và tiếp tục mũi ở dưới thấp nè. Đó. Qua hàng tiếp theo các bạn sẽ lên như mình một bính. Quay sản phẩm lại các bạn, hồi nãy là chân thấp nè, bây giờ mình lại đi chân cao lại. Đó, và tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình cái mũi chân thấp. Tiếp tục cái mũi chân cao. Lên một bính, quay sản phẩm lại. Đó, hồi nãy đi chân cao thì bây giờ mình sẽ đi chân thấp ngược lại ha các bạn. Đó, này chân thấp này, bây giờ các bạn sẽ đi chân cao. Đó, chân cao này, giờ lại đi chân thấp. Đó, và các bạn cứ như vậy ha. Các bạn cứ lên một bính và xoay đầu. Và các bạn sẽ đi cho mình khoảng từ 94 cho tới 96 cm ha các bạn. Tùy vào cái quai giỏ mà các bạn muốn dài hay ngắn ra. Ở đây thì mình sẽ đi cái quai giỏ của mình là khoảng 95 cm ha các bạn. Sau khi các bạn móc được một cái quai giỏ như vậy rồi thì mình sẽ may cái quai giỏ này vào. Ở đây nè, mình sẽ có là cái giỏ của mình ở đây ở giữa nè, nó sẽ có 5 cái hoa văn tròn như vậy các bạn, và hai bên hông thì nó sẽ có là hai cái hoa văn tròn nằm ở hai bên góc này ha. Đó, thì các bạn sẽ may vào. Đây, các bạn sẽ may. Đây, mình sẽ canh ba cái hoa văn ở giữa nè. Đó, và các bạn sẽ may từ đây đi lên ha. Đó. Đó, sau khi đi lên xong thì tương tự như vậy. Ở bên này, cái dây ở bên này nè. Đó, các bạn cũng sẽ may tương tự như vậy luôn. Đó, và cái dây nè. Đó, và kéo thẳng lên ha. Đó. Đó, các bạn cũng may ở ngay chỗ cái hoa văn thứ ba tròn bự này luôn ha các bạn. Đó, các bạn sẽ may vào đây để mình sẽ làm cái quai giỏ ha. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ may giùm mình thôi nha. Rồi sau khi mình là may vào thì cái giỏ của mình nó sẽ được như vậy ha các bạn ha. Đó, sau khi may cái quai này vào xong thì các bạn sẽ may tiếp cái đáy này vào giùm mình ha. Đối với cái đáy này đó thì các bạn sẽ bóp ở ngay chỗ hai cái đầu này nè. Đó ha. Đó, nó nhọn ra thì mình sẽ may từ cái phía này qua phía bên này ha các bạn. Đó. Ở trên này nó cũng thẳng nè, dưới này cũng thẳng nè. Đó, và mình sẽ bắt đầu mình nối chỉ vào và mình may lại thôi ha các bạn ha. Đó, như vậy thì mình cũng đã hoàn thành xong cái chiếc giỏ ha các bạn. Đó, trường hợp mà các bạn may lót á, thì các bạn đó, nhìn chiếc giỏ nó sẽ đẹp và nó sẽ cứng cáp hơn ha các bạn ha. Đó, như vậy thì hôm nay mình cũng đã hướng dẫn xong cho các bạn là một cái chiếc giỏ với cái họa tiết vòng tròn kết lại như vậy ha các bạn ha. Rồi chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy chia sẻ video giùm mình ha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất cũng như là ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video ha.